Trực bão xuyên đêm, ngay khi ngớt mưa và gió giảm cường độ, 3 giờ sáng ăn nhẹ để kịp có mặt trên đường dây khắc phục sự cố điện. Đó là công việc của cán bộ, công nhân và lao động ngành điện trong 24 giờ qua khi cơn bão số 3 gây thiệt hại lớn về tài sản. Trong vòng 1,5 tiếng là chúng tôi sẽ xử lý cái sự cố đường dây 2V lộ 479E8.7 để cấp điện lại cho dân theo đúng cái kế hoạch bên lãnh đạo ra. Sau bão đã có 70 lộ truyền tải điện bị sự cố khiến cho 132 trạm biến áp ngừng hoạt động. Chỉ hơn 13 giờ khắc phục hậu quả do mưa bão, đến thời điểm này 100% sự cố trên lưới điện cao thế 110 kV đã khắc phục xong và đóng điện trở lại. Gần 90% trong tổng số 132 trạm biến áp đã được sửa chữa, thay thế và hoạt động trở lại. Các cái phụ tải ưu tiên, việc cấp điện cho các ban chỉ huy phòng chống lụt bão là 1, cấp điện cho các trạm bơm tiêu úng là 2, cấp điện cho các trung tâm y tế là 3. Những cái trọng điểm quan trọng với bộ chỉ huy quân sự tỉnh, rồi công an tỉnh, với văn phòng tỉnh ủy, văn phòng ủy ban, những cái điểm quan trọng liên quan đến chỉ huy phòng chống lụt bão thì là cái đấy phụ tải là phải ưu tiên là khắc phục đầu tiên số 1 vậy. Và ngay trong từng cái phụ tải ưu tiên, ví dụ như trạm bơm thì chúng tôi phải ưu tiên là những trạm bơm nào quan trọng, với trạm bơm đầu mối quan trọng thì phải ưu tiên cấp điện lại cho trạm bơm đó trước. Sự cố chúng tôi sẽ khôi phục dần dần, nếu mà thời tiết thuận lợi thì trong ngày hôm nay sẽ xong. Đơn vị phấn đấu hết ngày hôm nay mùng 8 tháng 9 xử lý 100% sự cố và đóng các trạm biến áp còn lại, qua đó đảm bảo cấp điện cho 100% khách hàng sử dụng.